còn có nghe một bài pháp thoại Trong đó có phân tích tại sao Đức Phật Không lựa chọn xe tịnh xá ở trên núi cao xa xôi hiểu lánh mà lựa chọn ở gần đô thị để dễ hành đạo cho nhiều người dễ dàng tiếp xúc tiếp cận Phật giáo cũng là một cơ hội để đi khất thực độ chúng sanh nhưng qua thời gian do Phật giáo truyền thừa qua Trung Hoa nên hình ảnh hình nên hình không hay là Đức Phật đề cao tu hành ở gần đô thị uh, chung với tăng đoàn việc ẩn mình tu hành trên núi cao có khiến con người tu hành đắc đạo hơn không có trời chết, chết đau đỏ rồi có khiến con người tu hành trong sạch hơn không uh, quý vị có nghe quý vị có nghe rõ hay không nó có quý vị có nghe rõ hay không À... Ở trong tặng luật ấy, Ở trong tặng luật ấy, Thì Đức Phật có quy định nha Đức Phật có quy định Là cái Cái nơi mà một vị tỳ kheo ở đó không có được quá xa nơi người dân đi sinh sống người dân sinh sống tức là phải trong cái tầm mà mình đi khất thực được nha phải trong cái tầm đi khất thực được mà một vị tỳ-kheo khất thực á, là ăn trước ngọ tức là ăn trước khi mặt trời đứng bóng thì vị đó phải canh cái nơi mà mình ở đó đi khất thực cho đến khi mà mình chẳng cái mạng qua vòng vòng À, cho đến khi mà mình à, khất thực được á, mà mình ăn xong ấy, đến khi mà mình ăn xong là mặt trời đứng bóng là vừa. chứ khi chứ còn mình ở xa quá, ở xa quá nha, mà mình không kịp đi khất thực hoặc là mình kịp đi khất thực nhưng mà không kịp giờ ăn thì tức là mình ở quá xa, mình phải ở gần hơn nha. Nghĩa là sao? cái chỗ của vị đó, đó xa nhất thì cũng phải đủ để vị đó có thể đi khất thực và ăn xong trước khi mặt trời đứng bóng còn cũng không có quá gần không có quá gần ở đây đó à, được à, định nghĩa là à, một cái người mà ném cái hòn đá mà ném ba lần chưa có tới nhà của cư sĩ. Tức là ví dụ như đây, mình ném, ném cục đá ném một lần xong mà tới cái chỗ đó mình cầm cục đá mình ném thêm lần nữa thì ba lần như vậy đó. Thì ở đó là cái phạm vi tối thiểu. À, nhưng mà nếu như nếu như mà xây xong cái ngôi chùa đó, xây xong cái ngôi chùa mà cái người cư sĩ họ xây cái nhà gần đó À, vượt qua cái ranh giới đó thì không có tính nha Tức là gì nếu như mà quý vị nếu mà một vị sư mà cần tìm cần một cái mảnh đất nào đó để mà bắt đầu xây ấy, thì phải cách cái cách cái nhà dân tối thiểu là ba cái nắm đất nhà ba cái lần quăng chứ không có cái kiểu mà mình kiếm cái ngôi nhà nào Nó sẽ ở thành phố rồi mình mua thì nó không được đấy rồi không có quá xa và một vị tỳ kheo thì không được phép tự lượm trái cây mà ăn mà vị đó chỉ được như thế này trái cây lượm nhưng mà về đó à, phải có cư sĩ tức là phải có cấp bí giá phải có cư sĩ làm cho hợp lệ thì mới được ăn tức là thí dụ như đi đâu á nha thấy trái cây được lượm thấy trái cây được lượm nhưng mà lượm cũng không có được ăn lượm về thả dưới đất đúng theo tặng luật thả dưới đất à, không có nói năng tiếng nào hết trơn không có được nói năng tiếng nào hết trơn cư sĩ đó phải biết ý làm hợp lệ cái trái cây đó thì vị tỳ kheo đó mới được ăn còn cái người cư sĩ mà làm lơ không có làm hợp lệ thì vị tỳ kheo đó phải nhìn đó cho nên không có cái chuyện là một vị tu sĩ cứ chui vô một cái chỗ nào đó rồi hái trái thì mà tự ăn và tự cho mình là thanh tịnh thì chuyện đó không có bản thân cái việc đó là phạm giới nha cho nên là cái cái việc mà tu ở đâu thì sư đã nói rồi ha tức là không có quá xa là cũng không có quá gần ừ.